nào, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, rồi. 你发的娃娃脸降落在身边， 可惜我还没有发现。 Cảm động chú mèo vì miếng cơm manh cá mà phải làm mẫu ảnh giúp chủ kiếm bộn tiền. Là một người thường xuyên lướt mạng xã hội, chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với cách bán hàng hiện nay của nhiều bạn trẻ. Đó là livestream trên các nền tảng trực tuyến như TikTok, Shopee hay một số trang thương mại điện tử khác. Điển hình như cô gái đang được chúng mình chia sẻ dưới đây, thông qua mạng xã hội TikTok mà người này đã kiếm về bộn tiền. Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở chỗ, shop đồ không thuê các hot girl chân dài làm mẫu ảnh, mà thay vào đó là một chú mèo hàng limited chạy bằng 3T. Ngày ngày, lướt vũ trụ top top, dân tình lại bắt gặp hoàng thượng với vẻ mặt khá ban căng, đang làm người mẫu chuyên nghiệp trên sóng livestream. Nhiều người còn tỏ ra đáng lo ngại cho chú mèo này chỉ vì miếng cơm manh cá hay một vài miếng 3T mà thanh niên ấy phải lên giao lưu với hàng ngàn fan hâm mộ trên thế giới. Bên dưới phần comment của mỗi lần livestream, rất đông anh hùng bàn phím Việt Nam đã bình luận cho chú mèo này rằng: nếu bạn bị ép buộc, hãy ra tín hiệu SOS để chúng mình đến giải cứu. Cụ thể, người chủ buôn bán quần áo và phụ kiện cho chó mèo, do đó chị này đã sử dụng chính thú cưng của mình làm mẫu ruột. Có vẻ như quá quen thuộc với công việc hàng ngày, khi người chủ gõ tay lên chiếc ghế đặt trước màn hình livestream, chú mèo ngay lập tức hiểu ý và nhảy lên chiếc ghế ấy đứng một cách ngoan ngoãn. Tiếp đó, người chủ sử dụng một chiếc áo mới và mặc cho chú mèo này rồi đeo thêm phụ kiện gồm dây chuyền, kính đen. Đáng chú ý, chú mèo tỏ ra cực kỳ hợp tác, đứng yên trên ghế, mặc sức cho các khách hàng chiêm ngưỡng. Một số bạn mới xem lần đầu còn tưởng chủ sắp dùng mèo giả để livestream, nên đã vào comment xin in tư chỗ mua con mèo này vì nhìn nó thật quá. Tuy nhiên, đây là mèo thật chạy bằng cơm và cá chính thống. Cậu biết rằng sau mỗi giờ livestream giúp chủ chốt đơn lia lịa, hoàng thượng sẽ nhận được các xê là bao nhiêu miếng cá. Chỉ biết rằng ngày càng thấy cô chủ của nó giàu lên ú ụ, trong khi đó chú mèo cũng béo ra trông thấy. Cộng đồng mạng Việt Nam khi xem được chú mèo này, thay vì thả tim không ngừng tay lại tỏ ra khá ấm ức. Vì cũng là mèo ăn uống như nhau, thế nhưng mèo nhà mình lạ quá, suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ. Đã thế, đi ị còn không đúng chỗ, lại còn rất thối là đằng khác. Người ta nuôi mèo ngày một giàu lên, còn tôi càng nuôi càng nghèo vì nó các bác ạ. À.